Tại cuộc họp sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đề xuất đối với Hà Nội cần tiếp tục thực hiện việc kéo dài giãn cách xã hội cho đến hết ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, xin Thủ tướng Chính phủ cho phép Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền việc mở các cửa hàng kinh doanh hàng hóa dịch vụ không thiết yếu, các loại hình kinh doanh đường phố và theo tình hình thực tiễn tại địa phương nhưng phải bảo đảm phòng chống dịch. Các chuyên gia cũng đề xuất là nhóm nguy cơ cao chỉ còn Hà Nội, ba tỉnh có nguy cơ là thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang và các địa phương khác thuộc nhóm nguy cơ thấp. Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tích cực nhất để từ tháng 5 chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Đây là một trong những nội dung mà lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ban ngành chuẩn bị để có thể sẵn sàng sống chung an toàn với dịch bệnh. Một số hoạt động kinh doanh dịch vụ sẽ được hoạt động trở lại. Học sinh sẽ được đến trường nhưng vẫn phải kiểm soát dịch bệnh là bài toán mà thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra. Liên tiếp 17 ngày, thành phố Hồ Chí Minh không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện chỉ còn 2 người phải điều trị. Khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố Hồ Chí Minh cần chuẩn bị tích cực nhất để từ tháng 5 thực hiện chuyển sang giai đoạn trạng thái bình thường mới. Chúng ta sẽ đến giai đoạn phải mở cửa lại. Mở cửa lại là sẽ có nguy cơ người có mang bệnh lại vào nước ta. Đó, thì chúng ta lúc đấy phải có một cách ứng xử khác, là phải phát hiện kịp thời ngăn chặn thế nào để không thành lây nhiễm cao trở lại ở Việt Nam. Thì theo tinh thần này ấy, thì chúng tôi thấy rằng cái việc phát triển các hệ thống thiết bị xét nghiệm mà độ chính xác cao và nhanh là rất quan trọng. Mong là Sở Y tế phối hợp cùng bệnh viện xây dựng phương án giám sát dòng người hàng ngày vào thành phố, hàng nghìn người, có khi hàng chục nghìn người hơn nữa vào thành phố, kiểm soát dịch như thế nào. Đó, đấy chưa kể khách du lịch. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các bệnh viện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đặt ra quy tắc ứng xử và quy chế hoạt động mà không làm lây nhiễm dịch bệnh. Hạn cuối là 30 tháng 4, các ngành phải công bố bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm phòng chống dịch, đặc biệt là khám chữa bệnh an toàn, đi học an toàn, sản xuất kinh doanh an toàn, đi lại an toàn và du lịch an toàn.